Đối với lại bài lớp 8, chúng ta gọi là nâng cao. Vậy trong này có những gì? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem về hàm tạo, tức là hàm contractor, phân biệt được tham biến và tham trị. Để mà mình truyền cái tham số vào cho phương thức á, cái này là nó quan trọng. Sử dụng cái static. Static là mấy hôm mà chúng ta làm mấy cái phương thức nằm ở hàm chính. Và khi mà chúng ta tạo từ trong main tạo ra đó, thì nó bảo là cần phải phải tạo, thì mình thấy là nó tự động theo static. Còn còn mình tự tạo, thì lúc mà mình tạo mà mình không có thêm cái từ khóa static vào thì nó báo lỗi. Đó là cái cơ bản mà mình đã dùng static. Vậy nó có gì hay ở trong cái này? Cái này cũng khá là hay trong cái lớp 8 của mình. Cho nên là các bạn sẽ biết cách sử dụng cái static, cái final để định nghĩa một cái hàng. Ở đây chúng ta sẽ qua cái phần thứ nhất. Đối với lại một cái class thì chúng ta có một cái phương thức không có kiểu trở về. Là cái này mình biết rồi đúng không? Hàm constructor. Và cái hàm constructor này có thể có tham số hoặc không có tham số. Chiếu theo 1.3 slide trước có cơ sở tương đương parent. Parent được khởi tạo có tham số là x, child kế thừa từ parent. Super tức là tự động nó khởi tạo lại cái phương thức của cha. Truyền ở đây chúng ta có truyền tham số và truyền tham trị. Như vậy nếu như mà chúng ta truyền x vào, x lúc đầu bằng 3, chúng ta truyền vào, chúng ta cộng lên 5 và ra ngoài chúng ta in cái x này. Như vậy các bạn thấy là mình đã truyền ha. Chúng ta sẽ ví dụ ở chỗ này về cái lớp 8. BS19192 00. Quang Bình. Slide 8. Rồi chúng ta sẽ demo ở đây cả cái phần static luôn ha. Void m. Như vậy chúng ta có hai cái phương thức chỗ này. Ví dụ như chúng ta đang gọi cái phương thức chỗ này là m mở ngoặc x. Chỗ này chúng ta gọi là m mở ngoặc, mình đưa vô số 3 đúng không? Số 3 mình đang có ở ngoài một cái biến là x bằng 3. Int x được gắn bằng 3. Và chỗ này chúng ta đưa x vào chấm phẩy. Không, thì chỗ này m nó đang là không biết, nó mới yêu cầu mình viết Ray cái phương thức. Như vậy thì nó có static nè. Bởi vì cái hàm main là có static, cho nên ở đây nó yêu cầu static. Còn static là gì? Tí nữa chúng ta sẽ ví dụ, chúng ta sẽ thấy. Và nó đã tạo cho mình một cái hàm static nè. Và ở trong này chúng ta sẽ gán vô đây là x. Mình sẽ return x cộng bằng 5. Chỗ này mình sẽ chọn là x cộng bằng 5 chấm phẩy. X cộng bằng 5 chấm phẩy. Vậy khi ra ngoài hàm mình in cái x này là bao nhiêu. Như vậy trước khi gọi mình in cái x trước.
x trước cộng với x. Và sau khi qua cái hàm x này, chúng ta gọi là x sau cộng x. X. Sao vậy? Slide 8. Rồi, x trước là 3, x sau cũng là 3. Đó, x trước là 3, x sau cũng là 3, mặc dù là mình có tăng, nhưng mà nó không tăng. Rồi một cái nữa là mình một cái tham số, truyền vào một cái tham số là một cái mảng. Truyền vào tham số là một cái mảng. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ tạo ra y đi ha, tại vì chúng ta có trên là x rồi. INT y. Rồi, chúng ta sẽ gán bằng phần tử là 3. Đó, là y0 bằng 3. Ở dưới này chúng ta sẽ viết một cái hàm m, mình truyền vào là y0. Y0 m mình truyền vào y0. Như vậy thì mình sẽ viết một cái hàm ở dưới này nữa, m truyền vào y0 dưới này mình sẽ viết một cái hàm theo dạng mảng, và dưới này mình cho cái x0 tức là phần tử đầu tiên tăng lên 5. X0 phần tử đầu tiên tăng lên 5. Và chúng ta sẽ xuất ở đây. S out. À, xuất ở trong chứ, quên. Chúng ta sẽ xuất ở đây. S out y trước cộng với y y không y sau cộng với y không. Ủa sao nó lại bị lỗi này nữa ta? Rồi, y sau cộng với y không y không y không được gắn bằng 3. Truyền vào mảng y. Truyền vào mảng y, ok. Rồi, vào mảng y. Tại vì lúc nãy mình truyền y không, tức là mình truyền một con số thôi. Còn mình truyền vào mảng y, thì nó lấy cái địa chỉ của nguyên cái mảng này, nguyên cái mảng. Nó truyền vào. Cho nên là sau khi mà chúng ta tính ở trong này thì cái giá trị mà 8 này nè, nó được lưu giữ ở trên cái mạng y. Cho nên sau khi ra khỏi cái hàm thì nó vẫn giữ được số 8. Thì cái phía trên chúng ta gọi là tham trị, phía dưới chúng ta gọi là tham biến hay là tham chiếu.
Đó. Chúng ta sẽ có hai cái cách truyền. Chúng ta truyền vào mà chúng ta muốn lấy ra, thay vì chúng ta return để chúng ta lấy về tên hàm, thì chúng ta có thể lấy thông qua một cái mảng, một cái mảng để chúng ta lấy về. Đối với C mà các bạn lấy thì ở đó là nó dạng con trỏ, thì bạn đưa dấu sao vào đúng không? Con trỏ trong C là dấu sao để mình lấy con trỏ. Còn ở trong này thì mình tận dụng cái mảng. Đó là bài ví dụ của chúng ta. Tham số, tham biến, tham trị. Tham biến thì chúng ta có mảng nè, có class nè, có interface. Tham trị thì biến nguyên thủy bình thường. Mình tạo một cái biến bình thường thì nó là tham trị. Mình gửi vào bao nhiêu nó tính xong rồi thôi. Còn tham biến là gửi vào, nó tính xong, nó giữ lại cái giá trị bên trong, nó đẩy ra ngoài. Gọi là tham biến. Kịp chỗ này không? Đối với lại một tham số truyền vào cho hàm. Đây, tham số truyền vào cho hàm. Nếu như truyền vào một biến bình thường, thì sau khi tính toán xong là hết. Nó không có giữ lại cái giá trị. Nếu như mà mình truyền vào là một tham biến, mình truyền vào đây là một class, hoặc là một mảng, hoặc là một interface, thì sau khi nó tính toán xong, nó vẫn còn giữ cái giá trị này. Tại vì lúc nó truyền vào nó không truyền số 3. Chỗ này nó truyền vào nó không truyền số 3. Mà nó truyền cái vị trí chứa cái số 3. Nó truyền cái địa chỉ của ô nhớ có chứa số 3. Rồi vào bên trong, nó lấy cái vị trí ô nhớ đó, nó tăng giá trị bên trong lên. Thì khi kết thúc, chúng ta vẫn đang nắm giữ cái vị trí của cái ô nhớ mà chứa số 3, mà vào bên trong nó đã thay thành số 8, chứ nó không truyền vào số 3 nhé. Chú ý chỗ này, không truyền vào số 3 mà truyền vào địa chỉ chứa cái số 3 đó. Còn bên trong đó mình làm cái gì thì nó giữ nguyên cái giá trị bên trong. Đó là tham số và tham trị. Rồi chúng ta đã xong. Và những cái phương thức mà nó có khai báo in chấm chấm x chấm chấm thôi nha, không phải 3 chấm nha, 2 chấm 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 x, thì chỗ này là tham số tùy biến. Bình thường chúng ta muốn tổng hai cái thì chúng ta phải ghi là in x in y đúng không, rồi vô chúng ta mới sum.